này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, xung quanh của Happy là một cánh rừng và kế bên Happy là chị Banda. Ôi, chị Banda đang ở trong một khu rừng thật là đen tối nè Happy. Đúng rồi, nhưng mà tại sao khu rừng này chỉ có những cái bức tường thôi mà không thể nào mà thấy được hết nguyên cái khu rừng luôn á chị Banda? Tào lao quá, bây giờ mình đang đi vô rừng chuẩn bị chơi trò chơi, đứng đó nói chuyện nghe hồi hộp quá. Trời ơi, đi vô cái vòng này nè Happy. À, đúng rồi nè. Bạn ơi, ngày hôm nay Happy với chị Banda sẽ chơi Rainbow Friend nha các bạn ơi. Rainbow Friend. Hình như cái này là cần 15 người thì phải. Đúng rồi. Và rồi. Bây giờ chúng ta chỉ thiếu thêm 4 người thôi chị Banda. 4 người hả? Trời ơi, mấy cái bạn đó sao không chịu vô đây? Thân công báo vô đây nè. Dội vô nè chị Banda ơi. Bù vô. Ủa các bạn ơi, Happy đã được dịch chuyển vô một khu vườn rồi. Ủa lộn khu rừng. Vậy thì mình chạy nhanh đi. Đúng kiếm chỗ để mình chui vô. Ủa sao cái ông già này ông đi cậy hàng rào vậy? Trời ơi, nghĩ sao mà cây kéo hớt tóc ổng đi lấy cắt cái hàng rào B40 vậy? Chắc là ổng là thợ cắt tóc của chị Banana. Vậy đó hả? Đúng rồi. Ui, vậy là ổng tưởng là mấy cái cọng B40 đó là cái mấy cọng tóc đó Happy. Trời ơi, vậy hả? Tội nghiệp ổng quá. Các bạn này bạn này mà đứng mà nói sao ổng lấy cái kẹp cắt tóc mà ổng đi cắt hàng rào. Ồ, bây giờ ổng nói là ổng bị nhầm, ổng tối luôn thấy đường nên cắt lộn. Ổng nói là mình nên đó, đi tìm giùm ổng mấy cái đèn pin phát sáng để cho ổng không còn cắt lộn nữa đó Happy. Ông là SOS luôn rồi kìa. Ok, ông già luôn. Bây giờ Happy với các bạn và chị Banda sẽ bắt đầu đi tìm đèn pin. Tìm đèn pin nha. Và cái gì đây? Cái cửa vào hả? Ủa sao cái... Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Oh my god, cái đó phải cái đèn pin bự luôn mà. Không, cái con này là một con quái vật. Ôi, con quái vật nó mở cửa. Ôi trời ơi, nó thả quái vật ra. Oh my god. Oh no, và cái con, cái tay mình sao nó dài hoàn toàn vậy? Và cái ông này, ông nói là chuyện sẽ vui lắm đó. Tôi sẽ đi gọi những người khác. Những người khác là người nào chị Banda? Những người khác hả? Không lẽ đồng đội của mình đi chung? Đi chung thì cần gì phải gọi nữa đúng không? Đúng rồi chị Banda rồi. Trời ơi chị Banda, sao chị Banda ngồi? Chị Banda lớn hoài vậy chị Banda? Ôi cái này là đang lớn hả? Đúng rồi đó, chị Banda đang lớn đó. Chị Banda đang tưởng đâu cái này là cái thời trang mới chứ. Cho nên chị Banda khoái chứ làm gì nhìn cho nó xịn thôi đi. Trời ơi, này là chị Banda lau sàn giúp người ta luôn rồi. Thôi thôi, chị Banda không muốn lau sàn đâu, chị Banda sẽ đứng dậy. Ê nè chị Banda. Cái gì? Đây là cái đèn khổng lồ này mà chui gì hết, các bạn kia đã tiền những cái đèn mini để gắn vô đây nè chị Banda. Mấy bạn nó hay quá vậy, tìm được mấy cây rồi? 4 cây rồi Happy ơi. Rồi bây giờ mình tiếp tục, mình phải tìm thêm 21 cây đèn pin mini nữa. Đúng rồi, mình phải mau mau đi tìm thôi, mình phải là người có ích chứ Happy. Đúng rồi. Đâu rồi, thân công báo luôn hết rồi. Nè Happy tìm được 2 cục luôn rồi nè. Ồ hay vậy. Thấy chưa, 1 cục. Đó, 2 cục nha, 2 là cục. 6 cục. Ê chị Banda, tìm được 1 cục. Ui, màu vàng. Chị Banda hay quá chị Banda ơi. Wow, kiếm đi. Ôi chị Banda, nếu như nè để Happy chỉ đường cho chị Banda đi ra nè. Đâu? Trời ơi, bà Banda có đi đâu không? Nè. Đâu? Gắn vô đây đúng không? Đúng vậy. Ủa chị Banda gắn vô chưa vậy Happy? Rồi đó chị Banda. Nếu như mà chị Banda thấy cái con quái vật á thì chị Banda phải chùm cái hộp mình lên đầu. Ồ, chùm cái hộp lên đúng không? Đúng rồi đó. Ê, mình chùm cái hộp lên là nó không thấy mình phải không? Đúng vậy. Wow, ủa hình như sắp có quái vật thế gì vậy? Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa cần đâu. Trời ơi, vậy thôi mình phải đi qua bên đây mình tìm. Mình phải đi cửa nào ta? Đi cửa nào mà có nhiều đèn pin á Happy? Nè, bây giờ á chị Banda cứ đi theo Happy đi. Bây giờ nhiệm vụ của mình chỉ là cần đi tìm đèn pin để phát trong nó cắt tóc thôi. Đúng rồi, lọt xuống đây hết hồn luôn Happy. Nè, vào bên đây thì nó hết đường luôn. Nè nè, bên đây nè chị Banda ơi. Ơ nó kìa. Nó đâu? Nó kìa chị Banda. Trời ơi, cái con xương rồng xanh lè vậy. Hai con luôn. Oh my god, một con trên còng, con dưới nước. Ui, con trên còng, con dưới nước. Ôi trời ơi, lẹo lưỡi rồi. Ôi chị Banda thấy cách leo của Happy đẹp không? Đâu, chị Banda chưa, chị Banda bị lạc lõng rồi Happy ơi. Banda lạc lõng hả? Ờ, Happy đang trốn trong đây nè, đố nó tìm được Happy. Vậy Happy hãy lấy cái thùng giấy ập vô đi. Ok chị Banda luôn. Rồi chị Banda chạy mất tiêu luôn rồi. Chị Banda trước mặt Happy á. Phải không? Giờ vậy chị Banda phải đi tìm đèn pin mới được. Đúng rồi, chứ mình mà đứng đây nhây hoài là hồi ông kia ông làm cắt tóc luôn. Trời ơi, thắp sáng khu rừng này lên mới được. Ui, đèn pin đâu, đèn pin đâu? Đèn pin. Đèn pin. Ờ, cái cục. Nè chị Banda, Happy có cách này nè. Bây giờ đó chị Banda thấy mấy cái đèn này không? Cái đèn. Chị Banda lợi, chị Banda gỡ cái bóng đó là chị Banda gắn vô. Trời ơi, một hồi nữa thôi chắc cái con đó nó lợi nó cắn. Oh my god. Và ơi chị Banda ơi, nhìn gì nè, ở đây có một cái cánh cửa điện. Ê, vậy mình thoát ra đường đó được không? Dạ. Ủa vậy hả? Cánh cửa.
cưa điện mà chị Panda, sao mà ra được? À, nếu như mà leo lên đó sẽ bị điện giật đó Happy. Oh no, bạn cô tờ đã bị tìm ra. Ui, cái bạn này bị cái con đó bắt cuốn lên và bóc lên màu xanh, cái ghê quá Happy ơi. Ui, tội nghiệp mà nó. Happy đã tìm được một cái cái gì ta? Cái này gọi là cái ngôi gì hả? Ngai vàng hả? Cái chỗ ngồi của ông vua ông hoàng. À, chị Panda nghĩ cái chỗ ngồi của cái con màu xanh đó. Ui, nó đang đi tới cho chị Panda béo ú lên mẹ nè. Ôi ghê quá. Ôi, ở đây nhìn giống như là một cái câu chuyện luôn á chị Panda ơi. Câu chuyện gì vậy Happy? Câu chuyện của người đi tìm nàng Bin. Trời ơi. Làm như là câu chuyện gì xa xôi, làm chị Panda ráng lắng nghe lắm. Câu chuyện của người nàng Bin là hết kết thúc. Đó kìa chị Panda. Đó, hồi nãy chị thấy nó cuốn một bạn nó lên đường rồi, khói rồi. Oh no, bây giờ Happy phải run rồi. Hết hồn, trời ơi, quay qua thấy con này hết hồn. Đi. Ôi, được hay không? Trời đi, bro. Tại sao mày không mà mày đi đường kia đó? Mình tìm được 16 cây đèn pin rồi đó Happy. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là đi tìm đèn pin tiếp. Trời ơi, chị Panda phải đi tìm đèn pin nhanh nhanh đó, chứ không ông kêu ông lượm cắt tóc chị á chị Panda. Trời ơi, tóc còn đâu nữa mà cắt. Đầu hình đầu chị Panda chỉ có tóc. Chị Panda đang xài cọc dạ. Dương đi. Ủa đây có chiếc xe. Ngày rơi xuống nước nè, tìm nè. À, chị Panda đang ở bên một cái. À đây. Happy tìm được một cây nữa rồi hả? Trời ơi. Chị Panda ơi, Happy bị cái con đó nó bắt Happy luôn rồi, nên bây giờ Happy sẽ xem chị Panda chơi nha. Trời ơi, đi xem chị tìm đèn pin hả Happy? Chị Panda đi bình thường. Ừ nè, đúng đây, rồi. Đây đây đây. Ủa sao mình không leo qua được cái đó vậy Happy? Tại vì mình lùn quá chị Panda. Trời ơi, mà sao cái này không nhảy được, đáng ghét ghê luôn á. Mình ngồi xuống mình chui qua là được chị Panda. Ủa ngồi xuống là chui qua được hả? Không, Happy chọn. Ê, đường này Happy đi chưa vậy? Ờ, đường này đi rồi chị Panda. Chị Panda tìm đèn pin chưa? Chưa, nãy giờ chị Panda đi không thấy đèn pin. Chị Panda đang trong đường đua mới ra. Chị Panda đi hẳn đi. Đúng rồi đó. Đúng, đúng không? Khi nào mà có mấy cái con quái vật nó xuất hiện là Happy phải thốt lên liền nha. Trời ơi, coi coi đèn pin này nhóc luôn rồi nè. Ui, sắp xong rồi, sắp thắng rồi Happy ơi. Còn có 6 cây nữa hả? Bây giờ đi đường nào ta? Giờ mình đi hẳn vô đống lửa chị mình thấy không? Ôi, còn áo đi. Đường này Happy đi chưa vậy? Đường này Happy đi chưa? Đường này hình như là Happy đi. À, Happy chưa có đi vô. Chưa đi vô nhưng mà đường này không biết là có đèn pin không nè. Chị Panda đi vòng vòng đi coi chừng có toilet á, trong toilet nó có chị Panda. Thôi nghĩ sao đèn pin lại giống. Ha đúng rồi, chị Panda lội lội xuống nước thì hồi nãy Happy thấy. Ủa? Nãy Happy có tìm được mấy cái đèn pin dưới đây nè. Đèn pin giấu dưới nước hả? Làm sao mà biết nó giấu dưới nước được? Thì mình đi vòng vòng đi là hồi mình thấy nguyên cái cây đèn pin liền à. Trời ơi sao mà còn. Ê đây đây đây, ủa không phải. Tại á, tại cái con đó mà chị Panda. Cái đèn pin nhiều mà đèn pin được hay. Trời ơi, bạn kia da xanh luôn kìa chị Panda. Trời ơi, cái bạn đó làm chị Panda hết hú hồn hú vía. Ở đường này đi đâu đây ta? À, đi vô cái cánh cửa. À, cái phòng này nè, Happy đi vô nè. Ờ, Happy vô rồi, vậy là không có đèn pin trong này. Ra, 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 ra. Ừ, đúng rồi. Này đi. Nhưng mà Happy chưa kiểm tra mấy cái phòng đâu chị Panda, Happy. Chị Panda sẽ đi kiểm tra phòng. Đúng rồi, chị Panda phải đi kiểm tra đi. Lỡ Happy kiểm tra, Happy không thấy thì chị Panda thấy thì sao? Đúng rồi. Bạn ơi, chị Panda làm gì chị Panda? Chị Panda đang đi tìm đèn pin đó Happy. Rồi xong leo cầu thang đi. Ra, 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 ra. Ok. Ồ, nè cái con chó Happy đi nè, Happy thấy cái con này Happy hết hồn luôn. Đây ghê quá. Chị Panda ơi. Hả? Chị Panda nhìn qua bên đây nè, chị Panda có thấy cái gì chưa? Đâu đâu đâu, bên nào Happy? Chúng ta chỉ còn một cây đèn pin nữa thôi là chúng ta sẽ win rồi. Kìa nó kìa chị Panda. Đâu đâu. Chị Panda đi xuống đi, chị Panda đi xuống, đi xuống luôn phải không? Kìa nó kìa chị Panda ơi. Chạy thiệt là nhanh. Run đi. Ủa nó ở đâu vậy? Hồi xong chị Panda chạy thoát khỏi nó rồi. Giờ chị Panda phải lo đi tìm cái đèn pin mới được. Kệ nó, đằng sau lưng chị Panda kìa. Đằng sau lưng nữa hả? Quằn quèo kìa, làm gì á? Trời ơi, dí hoài vậy. Làm rồi. Sao đã đi tìm đèn pin là không có thời gian rồi còn dí nữa. Trời ơi là trời à. Thì bẩn. Ôi giời ơi à. Rồi giờ chị Panda. Ê. Sao cái chỗ này? Ơ kìa kìa đèn pin gì chứ. Đâu đâu đâu. Chị Panda đi hẳn đi, đi hẳn đi, đi hẳn đi hẳn. Ôi đèn pin. Quẹo qua quẹo qua. Kìa. Ôi mày cứ. Đây lại đi. Rồi xong chị Panda chạy ra đi, chạy ra nhanh lên. Chị Panda có cái hùng vô chạy ra nhanh lên. Đây đường đó. Các bạn ơi, và ngày hôm nay Happy với chị Panda còn đúng một cây đèn pin nữa thôi là sắp bỡ đèn lên. Trời rồi. Trời ơi, tại Happy không mà chị Panda bị cái con đó tóm lại rồi, đáng ghét ghê luôn á. Ơ gì vậy, tại Happy gì? Tính ra là do Happy chỉ đường cho chị Panda, cho chị Panda đi tìm đèn pin, cái đèn pin cuối cùng. Trời ơi, tức quá đi à. Để cho chị Panda win mà chị Panda vẫn không win được thì chứ Happy thật là buồn bã. Thôi Happy, bây giờ mình vô mình chơi đợi đi Happy. Thôi chị Panda, có cây đèn pin cũng lấy không được nữa chị Panda. Ủa nhưng mà chị Panda cũng còn sống sót được cuối cùng vậy. Thì vô mình chơi lợi đi Happy. Nhưng mà có cây đèn pin cuối cùng mà chị Panda cũng lấy không được nữa, Happy tức quá, Happy nghỉ chơi luôn. Trời ơi kỳ quá, chơi lên đi Happy ơi. Không. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ,
không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.